đội tuyển Việt Nam đang có màn khởi động trước vòng chung kết Asian Cup 2023 không được như mong muốn khi phải nhận thất bại trước đội tuyển Kyrgyzstan. Các học trò của huấn luyện viên Chusie nhận bàn thua đầu tiên ở phút thứ 31 sau pha lập công của Kozo. Đến phút thứ 61, với đội hình hoàn toàn khác, đội tuyển Việt Nam gỡ hòa một đều với người ghi bàn là cầu thủ chạy cánh Trương Tiến Anh. Nhưng đến phút thứ 74, bàn thắng của Almatov giúp Kyrgyzstan ấn định tỷ số 2-1. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1. Trước đó, huấn luyện viên Philippe Jouzier sẽ rút gọn danh sách từ 30 cầu thủ xuống còn 26 cầu thủ để tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Ngày 9 tháng 1, Kiatisak và bà xã Asaraba kỷ niệm 22 năm kết hôn. Tuy nhiên, vợ chồng Di Cô Thái phải sớm kết thúc kỳ nghỉ tại quê nhà để trở lại Việt Nam trao đổi với bầu Đức về việc chuyển công tác từ Hoàng Anh Gia Lai sang Công an Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện giữa các bên tại Pleiku tối ngày 9 tháng 1, bầu Đức đồng ý để Kiatisak chuyển tới dẫn dắt Công an Hà Nội. Kiatisak sẽ dẫn dắt Công an Hà Nội đến hết mùa giải 2023-2024. Vị trí huấn luyện viên trưởng của Hoàng Anh Gia Lai sẽ do ông Vũ Tiến Thành đảm nhận. Trước đó, ông Thành được bổ nhiệm làm giám đốc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Kiatisak sẽ có hơn một tháng rèn quân ở Công an Hà Nội do V-League 2023-2024 đang nghỉ để đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023. Ngày 18 tháng 2, ông mới có trận đấu ra mắt khi Công an Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 9 V-League. Dự kiến, Kiatisak sẽ bay ra Hà Nội trong tuần này để ký hợp đồng và đến trung tâm đào tạo BVF để tiếp xúc với các cầu thủ Công an Hà Nội. Trong thời gian chờ hồi phục chấn thương, trung vệ Nguyễn Thành Trung tranh thủ đưa bà xã Tố Uyên đi du lịch Hàn Quốc, cặp trai tài gái sắc chọn đảo Nami là điểm đến trong chuyến du lịch này. Trước đó, Thành Trung phải chia tay đội tuyển Việt Nam do dính chấn thương dây chằng khi thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội tại V-League. Các bác sĩ cho biết trung vệ người Tuyên Quang cần 2 tuần mới có thể tập nhẹ trở lại, nên huấn luyện viên Chusie quyết định loại anh khỏi chiến dịch Asian Cup 2023. Chuyến du lịch này là dịp để Thành Trung hâm nóng tình cảm với vợ. Kể từ khi đón con trai đầu lòng hồi tháng 9 2022, trung vệ câu lạc bộ Hà Nội và bà xã ít có thời gian riêng với nhau. Sau chuyến du lịch Hàn Quốc, Thành Trung sẽ trở lại câu lạc bộ Hà Nội để cùng đội bóng chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League 2023-2024. Đội chủ sân hàng đẫy hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 8 vòng đấu. Ở vòng 9, Hà Nội FC sẽ làm khách của Thanh Hóa vào ngày 18 tháng 2. Trong chiến thắng 3-1 của Real Madrid trước Al-Randia ở cúp nhà vua Tây Ban Nha, rút Bellingham không được sử dụng. Tuy nhiên, Bellingham vẫn chiếm được cảm tình người hâm mộ Real Madrid bởi hành động đặc biệt bên ngoài được pit, ngồi trên băng ghế dự bị của Real Madrid. Bellingham nhìn thấy cậu bé nhặt bóng đứng trước mình co do vì quá lạnh. Chứng kiến cậu phải chịu đựng cái rét, Bellingham đã đứng lên lấy chiếc khăn in logo đội bóng mà anh đang dùng để quấn quanh người, rồi ân cần choàng qua người cậu bé nhặt bóng. Cử chỉ ân cần của Bellingham đã làm nên một ngày vui cho cậu bé nhặt bóng. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Tây Ban Nha sau trận đấu, cậu bé nói rằng đây là ngày hạnh phúc nhất của cậu.